Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao khả năng khởi tố Trần Tuấn Anh là rất cao, tổng trọng tài thánh cũng không đỡ nổi. Thằng ấy lẽ ra phải bắt từ lâu rồi. Đó là phản ứng của dư luận xã hội cũng như cộng đồng mạng khi nói về tin Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã bị Đảng Cộng sản của ông Trọng bêu tên. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong kỳ họp lần thứ 34 đã chỉ rõ những sai phạm nghiêm trọng của Trần Tuấn Anh, đó là những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Bắt Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Công luận đặt câu hỏi là tại sao những sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là những sai phạm mang tính hệ thống trong cả nhiệm kỳ Đại hội 12 nhưng không bị xử lý. Không những vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đưa Trần Tuấn Anh vào danh sách nhân sự chủ chốt để cơ cấu đưa vào Bộ Chính trị Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là một câu hỏi rất lớn đặt ra trong Tổng Bí thư. Cụ thể, vào năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã từng kết luận cho rằng đồng chí Trần Tuấn Anh thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện bổ sung quy hoạch, quản lý phát triển năng lượng điện, nhất là các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ và vừa, trong xây dựng cơ chế chính sách về giá điện, giá xăng dầu. Theo giới quan sát, việc con chuột cống Trần Tuấn Anh cuối cùng cũng phải lộ diện là do thế và lực của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, uy tín của Nguyễn Phú Trọng đã bước sang giai đoạn xuống dốc không phanh. Kể cả chuyện ông Trọng khóc trước mặt Chủ tịch Tập Cận Bình gần đây trong lễ quốc yến, một phần cũng là liên quan đến việc Trần Tuấn Anh sắp bị kỷ luật mà ông Trọng đành đứng nhìn bất lực. Được biết, trong thông báo của kỳ họp lần thứ 34, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2021, ông Trần Tuấn Anh, hai Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng, Vụ trưởng Bộ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã bị bêu tên. Tờ báo Tuổi Trẻ trong nước vào ngày 21 tháng 12 cũng đưa tin cho biết Bắt Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Bản tin mô tả như sau. Vào ngày 21 tháng 12, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an của Việt Nam cho biết cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị điều tra về tội nhận hối lộ liên quan trong vụ án Xuyên Việt Huề. Đây là một trong dấu hiệu khẳng định nhận định của nhà báo Mai Bá Kiếm cho rằng cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Tuấn Anh khả năng cao sẽ bị khởi tố bắt giam. Trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề Bổn cũ soạn lại, nhà báo Mai Bá Kiếm nhận xét kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỳ họp thứ 34 này phải chăng là bổn cũ soạn lại của kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp lần thứ 12 cách đây đúng 7 năm, đó là từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì cuộc họp đã xem xét kết luận các nội dung như sau. Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã sai nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng cho đến lúc đề cử Trịnh Xuân Thanh giữ chức Thứ trưởng. Cũng như Ban Cán sự đã vi phạm luật phòng chống tham nhũng khi đề cử Vũ Quang Hải là con Vũ Huy Hoàng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sapeco. Đúng 13 ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra kết luận, tức là ngày 3 tháng 11 năm 2016, Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ phiếu kín với kết quả 100% đồng ý kỷ luật cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng, nhiệm kỳ 2011-2016. Nếu theo bổn cũ, tới đây Ban Bí thư sẽ họp và bỏ phiếu về hình thức kỷ luật đối với quý ông Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng.
và nhà báo Mai Bá Kiến nhận định tiếp như sau. Nếu chức bí thư ban cán sự nhiệm kỳ 2016-2021 của Trần Tuấn Anh bị cách thì vết xe đổ của Vũ Huy Hoàng đã không tránh khỏi. Thầy trò nhà chuột cống Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trần Tuấn Anh. Cũng xin nhắc lại, theo giới thạo tin, trong những ngày này, ông Trần Tuấn Anh đang ở trong tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên và luôn giật mình thon thót. Nhất là còn có thông tin về việc Trần Tuấn Anh bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong công tác nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì luôn khẳng định không đưa vào Ban Chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Công luận cho rằng phải chăng lâu nay Tổng Bí thư Trọng nghĩ rằng bản thân ông Trọng sẽ mãi mãi không già, để mãi mãi che chắn cho Trần Tuấn Anh. Hỏi rằng đến hôm nay ông Trọng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩ gì khi xe còi hú của cảnh sát đến hỏi thăm chuột cống có tên Trần Tuấn Anh trong một ngày tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao khả năng khởi tố Trần Tuấn Anh là rất cao, Tổng Trọng tài thánh cũng không đỡ nổi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chánh án Nguyễn Hòa Bình, khái niệm giáo sư còn chưa hiểu, cứ muốn vơ lấy để làm gì. Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách các ứng viên được đề xuất đủ tiêu chuẩn để xét công nhận danh sách giáo sư, phó giáo sư vào năm 2023. Đáng chú ý, trong ngành khoa học an ninh chỉ có một ứng viên duy nhất đủ tiêu chuẩn, đó là ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Trong khi mạng xã hội còn đang tranh cãi chưa ngã ngũ về việc ông Nguyễn Hòa Bình có xứng đáng với danh là giáo sư hay không, thì truyền thông nhà nước đưa tin cho biết Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chánh án Tòa Nhân dân tối cao. Trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình. Tờ báo Công lý vào ngày 19 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình. Bản tin cho biết, vào ngày 18 tháng 12 tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, ngành khoa học an ninh vào năm 2023. Theo tờ báo Công lý, trước đó, vào ngày 20 tháng 11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức công bố quyết định đạt tiêu chuẩn chức giáo sư, phó giáo sư vào năm 2023 đối với 630 giáo sư, gồm 58 giáo sư, 572 phó giáo sư, trong đó ngành khoa học an ninh có thêm một giáo sư và 13 phó giáo sư được công nhận. Vẫn theo tờ báo Công lý, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình bộc bạch rằng ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư từ năm 2002 và ông đã có một thời gian dài công tác trong ngành công an. Đặc biệt, ông Bình đã khoe điều mà dư luận khẳng định là không có thật khi khẳng định ông thường xuyên gắn bó với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ tại các trường công an nhân dân, trong đó có Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trên mạng xã hội, chuyện ông Nguyễn Hòa Bình được phong giáo sư lại nóng trở lại. Dư luận cho rằng việc phong hàm giáo sư cho ông Nguyễn Hòa Bình không thuyết phục, nghe nó rất kỳ. Ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trình bày trước Quốc hội. Chức danh giáo sư là học hàm, không phải chức vụ, ông Bình gọi là bổ nhiệm là sai. Tiểu sử của ông Nguyễn Hòa Bình thể hiện rõ ràng ông chưa từng dạy ở bất cứ trường đại học nào, vậy ông làm sao đáp ứng điều kiện bắt buộc để được phong hàm giáo sư? Đó phải là giảng viên và từng hướng dẫn tốt nghiệp bao nhiêu sinh viên với số lượng cụ thể. Theo trang Wiki, tiểu sử cũng như lý lịch của Nguyễn Hòa Bình cho thấy ông từng làm trong ngành công an và là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, rồi viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và nay là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Với những vị trí như vậy, cộng đồng mạng đặt câu hỏi rằng thời gian đâu để ông Bình đi dạy hay hướng dẫn cho sinh viên đây? Trong khi về trình độ chuyên môn luật của chánh án Nguyễn Hòa Bình, theo luật sư Trần Đình Triển là bạn đồng môn với ông Nguyễn Hòa Bình, cùng học tại Đại học Công an cũ và từng đánh giá trên trang Facebook cá nhân rằng ông Bình không đủ khả năng đọc để hiểu một văn bản
pháp luật. Đó là chưa kể đến trình độ của một giáo sư mới toe như Nguyễn Hòa Bình vẫn còn ở mức không hiểu được rằng học hàm giáo sư đã được phong trên cơ sở năng lực thực tế, chứ không ai bổ nhiệm học hàm giáo sư và cũng không phải bằng cấp để có thể bỏ tiền ra mua như trường đại học Đông Đô. Tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết như sau. Phó giáo sư phải có thâm niên về giảng dạy bao nhiêu năm, phải có đề tài nghiên cứu về khoa học, phải có công trình hướng dẫn luận văn thạc sĩ, rồi công trình viết sách, viết báo. Sau đó thì mới nộp hồ sơ để xin công nhận phó giáo sư, rồi phó giáo sư có bao nhiêu năm thì mới nộp hồ sơ để được công nhận là giáo sư. Một lãnh đạo tại trường đại học lớn tại Hà Nội đã nghỉ hưu, trao đổi phóng viên Thời báo chấm đê với điều kiện ẩn danh đã đưa ra nhận xét như sau. Ông Nguyễn Hòa Bình với cương vị hiện nay của ông ấy là chánh án Tòa Nhân dân tối cao, ủy viên Bộ Chính trị, như vậy làm sao có thời gian để đứng trên bục giảng? Thứ hai, về năng lực và trình độ, cứ thông qua kết quả phiên giám đốc thẩm vụ án bưu điện Cổ Voi và Hồ Duy Hải cũng thấy quá rõ. Ông chánh án Nguyễn Hòa Bình và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, người được phong hàm giáo sư vào năm 1992, nói với Đài Á Châu Tự Do cho biết, vấn nạn lớn của Việt Nam là do chạy theo xu hướng mang tính hình thức, dẫn đến những chức danh học hàm, học vị, giáo sư hay tiến sĩ không thực chất. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Võ cho biết thêm như sau, tức là họ chỉ cần mình về quê, mình vỗ ngực xưng tên là giáo sư, là tiến sĩ đây, thì tức khắc bà con phấn khởi coi như đây là trường hợp ưu tú trong xã, nhưng người ta không cần biết mình đứng ở đâu, có kiến thức gì, đã đóng góp gì cho khoa học. Phải chăng đó là lý do đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị nhà nước cần có tổng rà soát bằng cấp, học hàm, học vị sau vụ bê bối tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với mục đích để sàng lọc chất lượng nhân sự? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Chánh án Nguyễn Hòa Bình, khái niệm giáo sư còn chưa hiểu, cứ muôn vơ lấy để làm gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.